Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 11 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúc quý vị khán giả có một tuần mới làm việc hiệu quả và đừng quên thực hiện quy định 5K về phòng chống dịch. Chương trình Thời sự sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Về Bạch Thông, ngành chăn nuôi lợn gặp khó khăn kép. Thành phố Bắc Cạn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thưa quý vị khán giả, đến nay, huyện Bạch Thông còn một số dự án của nguồn vốn sổ số kiến thiết và nguồn 135 chuyển nguồn chưa được giải ngân. Nguồn sổ số kiến thiết năm 2021, huyện Bạch Thông được giao hơn 900 triệu đồng xây dựng trường mầm non Sĩ Bình và trường mầm non Vi Hương. Do đây là hai dự án khởi công mới nên chưa được giải ngân. Nguồn vốn chương trình 135 chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021 còn hơn 200 triệu đồng với 8 dự án cũng chưa được giải ngân. Hiện nay, huyện Bạch Thông đang hoàn tất các thủ tục để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch giải ngân. Hiện nay, người trồng hồi trên địa bàn huyện Bắc Nạm đã tập trung thu hoạch hoa hồi. Đây là vụ hồi thứ hai trong năm. Cây hồi trên địa bàn huyện Bắc Nạm được trồng theo dự án. Tuy diện tích không nhiều, khoảng 10 hectare, nhưng đã phát triển và cho thu quả từ nhiều năm nay. Trong đó, diện tích trồng nhiều đang cho thu hoạch tập trung, chủ yếu tại xã Nhạn Môn. Cây hồi trồng đến năm thứ 6 sẽ bắt đầu cho ra hoa. Một năm hai lần, vào tháng 3 và tháng 9, tháng 10, với năng suất từ 30 đến 40 kg một cây. Ước tính 1 hecta hồi trưởng thành sẽ cho năng suất từ 30 đến 35 tạ. Nếu giá bán ổn định từ 30.000 đồng 1 kg trở lên, thì cây hồi sẽ mang lại thu nhập cao cho người dân nơi đây. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân ở huyện Bạch Thông khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa mùa, chuẩn bị trồng rau màu vụ đông. Theo đánh giá, vụ mùa năm nay, năng suất đạt khá, năng suất trung bình của trà lúa sớm hơn 300 hecta. Nhìn chung, trà lúa sớm của huyện Bạch Thông được mùa với năng suất trung bình đạt hơn 49 tạ một hecta. Một số cánh đồng có thể đạt trên 50 tạ một hecta. Trong khi đó, trà lúa chính vụ với gần 1.400 hecta cũng đang phát triển tốt. Nhiều diện tích đã trổ bông và bắt đầu chín. Đây là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất cây trồng. Vì vậy, ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên thăm nắm đồng ruộng, bảo đảm cung cấp đủ nước tưới, phát hiện và diệt trừ kịp thời các loại sâu bệnh gây hại. Lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đấy nhằm giải phóng đất, chuẩn bị cho sản xuất vụ đông được thuận lợi. Xác định việc phát triển các sản phẩm OCOP sẽ tạo bước chuyển biến đối với nền nông nghiệp của huyện, nên thời gian qua, huyện A Rì vận dụng các cơ chế chính sách, nguồn lực để hỗ trợ các tổ chức cá nhân tham gia phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn. Gia đình ông Hà Văn Ngọ, thôn Lũng Vạng, xã Côn Minh, sản xuất miến rong từ năm 2009. Hộ này đã sản xuất được 3 loại miến rong, gồm miến rong truyền thống, miến sợi to xoắn và miến sợi to thẳng. Loại miến sợi to thẳng này chưa có đơn vị nào sản xuất, nên ông làm ra sản phẩm này với mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Năm nay, ông đăng ký sản phẩm miến rong tham gia đánh giá phân loại sản phẩm OCOP năm 2021. Hiện đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Mình cũng muốn là đăng ký ở cái OCOP này để xem cái hàng của mình với lại cái sản phẩm mình làm ra để muốn để mọi người đều biết để mình tiêu thụ được sản phẩm. Bây giờ như nhà mình vẫn phải sản xuất theo toàn máy móc hết. Vẫn là tráng bằng máy bằng hết. Lao động thì riêng cũng phải đủ 7 người mới làm được. Hàng năm, huyện A Rì đã triển khai chương trình và hướng dẫn các địa phương tổ chức cá nhân lựa chọn ý tưởng đăng ký các sản phẩm tham gia. Các sản phẩm gồm nhiều ngành hàng như thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm, nội thất, trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng. Năm đầu tiên triển khai chương trình, huyện A Rì có 7 sản phẩm đăng ký thì có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Những năm tiếp theo, số sản phẩm đăng ký và đạt tiêu chuẩn đều tăng lên. Đến nay, toàn huyện đã có 22 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có sản phẩm miến rong của hợp tác xã Tài Hoan đạt 5 sao và đã xuất khẩu đợt 2 sang thị trường châu Âu. Năm nay, toàn huyện có 5 sản phẩm đăng ký cấp lại chứng nhận và 12 sản phẩm đăng ký mới. Huyện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đăng ký sản phẩm tham gia chương trình để tiến tới thực hiện đánh giá các sản phẩm. Phòng nông nghiệp đã chủ động tham mưu cho ủy ban huyện về kiện toàn hội đồng đánh giá và thứ hai nữa là triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên và bên cạnh đó thì cũng tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như họp giao ban hay là họp thôn để triển khai đăng ký nhu cầu từ đầu năm. Sau đó thì tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các chủ thể tham gia. Chương trình OCOP đã được người dân, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn huyện A Rì hưởng ứng tham gia và đăng ký thực hiện các sản phẩm có chất lượng, từ đó mở rộng thị trường ra các tỉnh thành trong nước và ngoài nước, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá xuất chuồng giảm sâu đang khiến người chăn nuôi lợn ở huyện Bạch Thông gặp nhiều khó khăn.
Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Bạch Thông. Đã từng nuôi hàng nghìn con lợn với quy mô tương đối lớn, thế nhưng dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã khiến hàng trăm con lợn bị tiêu hủy, thiệt hại lên tới 1 tỷ đồng. Vợ chồng ông Trần Đăng Diên ở xã Quân Hà, huyện Bạch Thông gần như trắng tay. Từ chăn nuôi quy mô lớn, gia đình ông đã chuyển sang nuôi nhỏ lẻ, cầm chừng. Thế nguồn vốn này thì giúp đỡ về kinh tế thì nó cũng để mình làm thì nó được ổn định thì nó mới có công việc, công ăn việc làm. Còn không thì không có nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì cũng không có công ăn việc làm để cho các người như chúng tôi là coi như là bị một trận bị dịch tả châu Phi ấy. Nếu như trước đây giá lợn hơi là hơn 60.000 đồng một kg thì hiện nay chỉ còn hơn 40.000 đồng. Giá lợn thấp nhưng giá thức ăn chăn nuôi tăng khiến người dân e ngại khi lựa chọn chăn nuôi lợn. Nhiều hộ gia đình từ chăn nuôi số lượng lớn đến nay chỉ nuôi vài con để tận dụng thức ăn thừa. Một số hộ chuyển hướng sang chăn nuôi gia cầm và một số vật nuôi khác. Xã nó có chương trình hỗ trợ nhưng mà lại dính dịch Covid, dịch tả châu Phi ấy. Thì cho nên là lại chuyển sang nuôi gà. Đấy. Bây giờ này chăn nuôi rất khó, nó thẳng đấy. Cả làng bây giờ có 3-4 hộ nuôi thôi. Không chỉ người chăn nuôi lợn gặp khó khăn, ngay cả các cửa hàng đại lý thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện cũng chịu chung cảnh ngộ. Giá thức ăn chăn nuôi tăng, người chăn nuôi lại giảm, nên việc buôn bán của chị Hoàng Thị Xuân, tiểu thương chợ Phổ Thông gặp khó trong tiêu thụ thức ăn chăn nuôi. Nếu trước đây một tháng có thể bán được 20 tấn, thì nay mỗi tháng chỉ bán được 1 tấn. Cả cái một thôn của mình thì bây giờ có 3 nhà nuôi lợn. Đấy, nhưng mà nuôi thì người ta sẽ không dám nuôi đầu tư cám nữa, người ta chỉ nuôi lợn con này, người ta nuôi cám thôi, lớn lên người ta chỉ chăm đậm đặc với ngô và chuối thôi. Tại vì rất là rẻ luôn. Bao đậm đặc kia là như mọi năm là 40 cân kia là nó 4936 nó chỉ vào 350 thôi, nhưng mà bên năm nay là phải bán hơn 400. Những người bán thịt lợn thực phẩm cũng chịu tác động sâu sắc với khó khăn kép. Mặc dù giá thịt lợn giảm nhưng sức mua của người dân cũng giảm hơn so với trước. Trung bình một con lợn trước đây có thể lãi đến 400.000 đồng, thế nay chỉ vừa đủ bù vốn. Cám thì lên giá, lợn hơi thì xuống giá mà thì không bán được. Nói chung là rất là khó khăn cho người dân. Thật sự là thời gian này bọn cô là thấy khó khăn lắm rồi. Không biết là nhà nước có cái gì để hỗ trợ thôi, xưa nói thật thì được khoảng 400, bây giờ chỉ được 200.000. Mà ngày nào cũng thế. Chăn nuôi lợn là lĩnh vực quan trọng cho phát triển kinh tế của nhiều hộ tại huyện Bạch Thông, với tổng đàn hiện có là hơn 15.000 con. Quan tâm đến hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, khuyến khích người dân chăn nuôi theo hướng an toàn, đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm là những giải pháp địa phương đang triển khai nhằm vượt qua khó khăn. Nhằm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, năm 2021, thành phố Bắc Cạn đã tuyên truyền, quán triệt có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, quy chế dân chủ ở cơ sở đã được thực hiện tốt ở các đơn vị địa phương, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phường Huyền Tụng được thành lập từ năm 2007 nhằm tăng cường nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về thực hiện dân chủ và thực hành dân chủ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua quy chế dân chủ cơ sở đã nêu cao được vai trò giám sát của nhân dân, các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đều được công khai theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Phường cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Qua đó, kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện đạt 50%. 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa. Thực hiện quy chế dân chủ thì được qua thông qua các cuộc họp của thôn tổ và được đồng thời là được bà con nhân dân bản cụ thể các sự đóng góp như là xây dựng đường làng ngõ xóm và các xây dựng nhà văn hóa được nhân dân đồng tình, đặc biệt là các tổ là nhân dân các tổ ủng hộ rất cao về công tác đóng góp và được công khai minh bạch. Do vậy là nhân dân là tiềm thức và ủng hộ. Đối với Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Cạn, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã gắn liền với phong trào dân vận khéo nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm phục vụ nhân dân của công chức viên chức đơn vị. Từ năm 2020 đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố đã tiếp nhận và giải quyết gần 600 đơn các loại theo quy định. Việc giải quyết các loại án của đơn vị đạt tiến độ,
thời hạn tố tụng theo đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ các vụ hòa giải thành cao, giảm những mâu thuẫn trong nhân dân, tăng cường đoàn kết, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức. Tại hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan, công khai báo cáo tài chính, thảo luận, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động, tạo điều kiện để cán bộ công chức tham gia xây dựng cơ quan và giám sát thực hiện. Đơn vị đã tăng cường lồng ghép công tác dân vận tại các phiên hòa giải, các buổi đối thoại và tại các buổi tiếp công dân giải quyết khiếu nại để việc giải quyết vụ án nhanh chóng, dứt điểm, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên đương sự. Để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ tại các địa phương đơn vị, thời gian tới, thành phố Bắc Cạn tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ theo kế hoạch gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, chỉ thị 05, chỉ thị 26 của Chính phủ, tập trung nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị khán giả, nhằm tránh tình trạng nguồn vốn không được cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng, huyện Bạch Thông đã tích cực giám sát công tác cho vay vốn của các xã thị trấn và các tổ chức ủy thác của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện. Ngay từ đầu năm, ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện đã ban hành chương trình đề cương kiểm tra giám sát và phân công các thành viên ban đại diện huyện thực hiện kiểm tra giám sát tại các xã thị trấn. 9 tháng đầu năm đã kiểm tra giám sát được 14 lượt tại các xã thị trấn. Kiểm tra hồ sơ sổ sách của 56 tổ chức hội, 70 tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra trực tiếp tại 18 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, 90 lượt hộ vay vốn. Từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân huyện Bắc Nạm đã tổ chức cho gần 16.000 lượt hội viên về học nghề ngắn hạn và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trong đó phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn theo hướng chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi được 289 lớp cho trên 15.000 lượt hội viên tham gia. Tổ chức dạy nghề ngắn hạn được 19 lớp với gần 600 lượt hội viên tham gia. Ngoài ra, hội còn tổ chức tập huấn, triển khai các chương trình dự án, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường. Qua đó thu hút đông đảo hội viên trên địa bàn huyện tham gia. Hiện nay, huyện Ngân Sơn đang duy trì cơ sở cấp phát thuốc methadone tại trạm y tế thị trấn Nà Phạc cho 18 bệnh nhân trên địa bàn toàn huyện. Đây là điểm cấp phát thuốc methadone được huyện Ngân Sơn triển khai tại thị trấn Nà Phạc nhằm giúp người nghiện ma túy trên địa bàn được điều trị một cách thuận lợi. Mỗi sáng các bệnh nhân sẽ đến uống thuốc đúng giờ theo phác đồ điều trị nhằm thay thế việc sử dụng ma túy. Được biết, huyện Ngân Sơn có hơn 160 đối tượng nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Những năm qua huyện đã triển khai nhiều biện pháp cai nghiện ma túy, nhưng ma túy vẫn gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho xã hội. Việc duy trì cơ sở cấp phát thuốc methadone là sự nỗ lực của ngành y tế trong lộ trình triển khai đồng bộ các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Nhằm mục tiêu ngăn ngừa lây nhiễm HIV và nghiện trích ma túy. Học tập là một trong những quyền cơ bản của trẻ em, do đó huyện Ari luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt để mọi trẻ em được đến trường. Toàn huyện hiện có trên 8.000 trẻ em theo học tại các cơ sở giáo dục, trong đó 100% trẻ ở các bậc học được huy động ra lớp và tham gia các hoạt động giáo dục. Trẻ được hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Các trường học hàng năm đều xây dựng kế hoạch năm học. Ngoài hoạt động học tập, chú ý đến các hoạt động giáo dục thể chất, kỹ năng mềm và nhiều hoạt động ngoại khóa khác. Ngoài ra, huyện quan tâm tổ chức hoạt động nhân ngày Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu và các ngày lễ lớn để học sinh tham gia học tập và trải nghiệm. Chương trình Thời sự sáng thứ hai của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bây giờ mời quý vị khán giả đón xem những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.